11 câu nói kinh điển của Tào Tháo có giá trị lưu truyền ngàn đời. Kính thưa quý vị, được mệnh danh là kẻ gian hùng số 1 trong thiên hạ, thế nhưng từ xưa tới nay, không ai có thể phủ nhận tài năng, mưu lược của Tào Tháo, và những câu nói hay của ông vẫn còn giá trị tới ngày nay. Trong mắt người đời, Tào Tháo là gian hùng thời kỳ Tam Quốc. Hùng tất nhiên là chỉ năng lực của Tào Tháo, còn gian chỉ sự xảo hoạt. Tào Tháo một đời trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, cũng để lại cho hậu thế rất nhiều kho tàng văn hóa. Đặc biệt là những câu nói của Tào Tháo vẫn còn được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Nhắc đến Tào Tháo, ngoài việc ông là một người tài giỏi trong lĩnh vực chính trị, quân sự, thì ông còn là một nhà thơ xuất sắc. Ông và hai con Tào Phi, Tào Thực được đời sau gọi là Tam Tào, cùng với nhóm Kiến An Thất Tử và nữ sĩ Thái Diễm, hình thành nên trào lưu mới trong văn học thời Hán Mạt, gọi chung là Kiến An Phong Cốt. Ngoài ra, với tài năng và sự mưu lược hơn người của mình, Tào Tháo đã để lại cho đời những câu nói vô cùng có giá trị, không chỉ là kim chỉ nan giúp ông đạt được những thành công lớn trong cuộc đời của mình, mà những câu nói ấy còn được lưu truyền và để lại rất nhiều bài học cho hậu thế sau này. Dưới đây là 11 câu nói hay nhất của Tào Tháo đã được chọn lọc. 1. Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Đây dường như chính là triết lý sống cả đời của Tào Tháo. Chính sự đa nghi khiến ông không thể tin vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Với Tào Tháo, bất kỳ ai bên cạnh cũng đều có thể quay lưng trở mặt với mình, nên ông càng sống ngờ vực và nắm thế chủ động trong mọi việc. Câu nói này nhắc nhở chúng ta đừng quá tin người, mà hãy sống có chút đề phòng, hoài nghi, để mà đề phòng người khác lừa gạt, phản bội. 2. Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược. Câu nói này dạy chúng ta rằng con người phải có bản lĩnh, tin vào tài năng, quyết định của mình. Dù kết quả có như thế nào, cũng tuyệt đối không phủ nhận những gì mình đã làm được. 3. Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay? Ở đây, Tào Tháo muốn nói rằng đừng bao giờ phơi hết ruột gan của mình cho người khác biết để họ thấu rõ tâm can của mình. Người thông minh là người biết giấu đi những điều cần giấu. 4. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Câu khẳng định này thức tỉnh những người binh lính không được ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng chết vì thất bại. Hãy rút ra bài học từ những chiến thắng và thất bại để có những bước đi khôn ngoan hơn. 5. Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương. Hãy học cách đón nhận và buông bỏ đúng lúc, tuyệt đối không để tình cảm chi phối lý trí quá nhiều, vì điều đó sẽ làm hỏng việc lớn. 6. Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin. Nổi tiếng là một nhà chính trị quân sự rất giỏi trong việc dùng người, đây cũng là một trong những thuật dùng người của Tào Tháo, giúp Tào Tháo thành công trong sự nghiệp của mình. Trong bất cứ việc gì, một khi đã chọn là phải có lòng tin. Lòng tin có sức mạnh rất lớn đối với cuộc đời của mỗi người, thậm chí có thể quyết định kết quả thắng hay bại. 7. Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công. Đối với Tào Tháo thì phụ nữ luôn rất cảm tính. Trước những việc quan trọng, họ thường sẽ đắn đo rất nhiều về những rủi ro có thể ập tới, và đó cũng thường là tâm lý chung của con người. Vậy nên với chuyện nhà binh, càng đi ngược lại với cảm tính thì họ càng dễ chiến thắng. Bởi vì chỉ có vượt qua được nỗi sợ hãi của con người để chiến đấu thì mới có thể nắm chắc chiến thắng trong tay. 8. Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú. Câu nói này hàm ý rằng Tào Tháo muốn có được những thứ kẻ thù có và nắm thóp được điểm yếu của kẻ thù để tấn công. 9. Biết sai, sửa sai nhưng không bao giờ nhận mình sai. Đối với Tào Tháo, nhận sai chính là nhu nhược. Vì thế, không được nhận mình sai
về những điều mình đã làm. Nhưng bên cạnh đó, bản thân phải luôn biết điều gì khiến mình thất bại, để lấy làm bài học lớn, khắc cốt ghi tâm và sửa sai, sẽ không đi vào vết xe đổ lần nữa. 10. Can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm mới có thể thành tựu sự nghiệp. Nam nhi chí lớn nhất định phải có bản lĩnh và can đảm, nhưng không được phổ vập mà phải điềm tĩnh, cẩn trọng. Có như vậy mới tạo nên được những thành công và thành tựu trong sự nghiệp. 11. Không được khích nộ sẽ làm giảm trí tuệ, không được oán hận sẽ làm giảm đi một nửa sức mạnh. Nếu không có cảm giác tức giận thì nhiệt tâm và trí tuệ cũng trở nên thờ ơ, chẳng quan tâm tới điều gì nữa. Nếu không có oán hận thì sẽ chẳng còn cố gắng trau dồi thêm sức mạnh chiến đấu, và sức mạnh sẽ giảm bớt. Ở đây Tào Tháo lại chú trọng vào cảm xúc của con người có vai trò to lớn trong khi hành sự. Khách quan nhìn nhận, Tào Tháo là một chính trị gia lỗi lạc, một nhà lãnh đạo giỏi, nhà quân sự có tài. Ông là người luôn hoạt động, dám nói dám làm như ông từng nói. Người đời đều nói ta là gian hùng, nhưng không làm được gì một kẻ gian hùng như ta. Các ngươi tự khoe mình là quân tử, nhưng đều thua trong tay một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị dẫm đạp, bị tiêu diệt, thậm chí là bị giết, thì ta là một kẻ gian hùng có thể thực hiện được hoài bão của mình. Từ trước tới nay, gian xảo như trung hiền, trá ngụy tựa chân thật, trung nghĩa và gian ác đều không thể nhìn thấy được dựa trên biểu hiện bên ngoài. Có thể trước nay các ngươi đã nhìn nhầm Tào Tháo ta, bây giờ lại nhìn nhầm, nhưng ta vẫn là ta. Trước đây ta vốn không sợ người khác nhìn lầm ta. Cổ nhân cho rằng muốn biết tâm tánh và số phận đàn ông thì nên xem cổ tay, còn với phụ nữ thì nhìn khuôn mặt cũng có thể đoán biết được. Có tiền sau lưng một đám đệ, không tiền đường nào cũng khó đi. Tiền bạc là một trong những công cụ thiết yếu để mà xây dựng các mối quan hệ xã hội, nhưng nhiều khi độ thân thiết của những mối quan hệ ấy lại bị lệ thuộc quá nhiều vào của cải. Cũng bởi vậy mà vào thế kỷ trước, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phải than thở về thói đời bạc bẽo qua đôi dòng thơ này: còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Tán gẫu hãy chỉ dừng ở tán gẫu, chớ nói hết mọi chuyện trong lòng. Tác giả văn học hiện đại Trung Quốc Thương Nghi từng viết trong một cuốn sách của mình rằng: dù là bố mẹ bạn hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc bạn cả đời. Sớm